mất bò sao. Nhỏ à, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình làm video hâm cắp con cá lóc nha các bạn. Nãy gì mình cũng hâm được hai giác, mình cũng làm video rồi, tại vì nó dài quá rồi nên mình tách ra thành hai video để các bạn coi đỡ nhàm chán á. Video dài quá thì xem biết cũng ấy. Đây hai ông nậu này đầu tiên là trước quớt của video này nha các bạn. Hai mồi cho nó. Ít trời 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 trời. Dính con các bạn ơi. Bắt mấy con dính trước để nó sảy nha các bạn. Móc bò sao. Nhỏ dế đi bụi à. Trước lát rồi móc mồi sau nha các bạn. Vô rồi nè, kéo à cá trê nha các bạn. Cái trê này bạn cầm cẩn thận nha, không nó ấy các bạn, nó chích các bạn đau lắm. Đây không có cắm. Bích quá, rậm quá là khó cắm. Thôi dính rồi, lát mình đi vòng lại mình mới móc mồi đâu nha các bạn. Giờ hâm trước để coi có con nào dính trong nó sảy. Trớt rồi, chắc cũng sảy, nãy giờ lâu quá không có nha các bạn. Không có, mình gấp. Chuột nữa coi. Chuột. Rồi mình móc mồi lại nha các bạn. Móc mồi lại rồi lại bên kia mình thăm nữa. Càng này vô nữa các bạn ơi. Mới thấy vô. Rồi thấy cái đầu con cá trê chứ không. Rồi sảy nha các bạn. Rách mép. Móc mồi lại nha các bạn. Tính ấy là sảy. Chuyện đi câu sảy là bình thường nha các bạn. Rách mép nó sảy thôi chứ. Mình móc mồi lại nha các bạn.
Đây có phi rồi nha các bạn. Giờ khoảng một mấy 2 giờ. Lỡ cái chai rồi chai một bữa luôn cho nó đã. Xa chứ ta. Cái này thì nó cắn mắt lưỡi câu nãy giờ. Chắc giác này ăn yếu quá à. Một mấy giác này gà. Cái này à, cá nó bớt ăn rồi. Giác này không ăn à, trớt à. Giờ cũng gần sáng rồi nha các bạn, mình gỡ câu luôn nha các bạn. 5/5 giờ, trời đẹp ghê. Giờ mình đi gỡ câu luôn. Nãy gỡ cá trước quớt luôn các bạn, không có gì mình không có quay cho bạn xem luôn, buồn luôn. Cho các bạn coi thành quả tối giờ của mình nha. Sảy không? Để mình mở lưới ra nha các bạn. Để mình mở túi lưới ra các bạn, để mình đổ ra bạn xem. Tối giờ bà mẹ nó có cái đào, hai cái đào chết rồi. Ba cái đào ở câu này sống, bốn con đào bốn con trê nha các bạn. Chết hai cá đào uống cho ta. Mình xin phép các bạn mình kết thúc video đây luôn nha các bạn. Các bạn thấy hay thì nhớ like, chia sẻ giúp mình nha. Rồi. Chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn xem video vui vẻ.